Tập 1022 sau tất cả mọi thứ vẫn vậy. Một không gian yên tĩnh bao trùm ngôi nhà Nohara. Vì hai anh em Shin đang chìm vào giấc ngủ, đúng là anh em ruột thừa có khác, cả mấy động tác khi ngủ cũng y hệt nhau. Bỗng Hima xoay người rồi đạp chân lên mặt Shin làm cu cậu tỉnh giấc. Này Hima, em làm cái quái gì vậy hả? Tự nhiên cô bé góc ré lên, Shin gọi mẹ mãi mà chẳng thấy trả lời. Thì ra đang bận tám chuyện với bác hàng xóm ngoài bờ rào, Shin ra bảo mẹ Hima khóc. Nhưng mẹ lại nhờ cu cậu dỗ em giúp mẹ. Mẹ lại tiếp tục tám với cô hàng xóm, Shin bực lắm rồi nha, mẹ mà tám thì mất cả tiếng đồng hồ mới xong. Thôi đành dỗ em vậy, ngoan nào để anh lấy nước cam hai anh em cùng uống nha. Nói rồi Shin mở tủ lạnh lấy nước cam ra. Vậy là Hima hết khóc ngay, từ từ bình tĩnh đợi anh nha. Một ít cho anh nè, một ít cho Hima, thêm chút cho anh, thêm chút cho Hima, tiếp là của anh. Vậy là ok, hình như có gì đó sai sai nha anh trai. Làm gì có đâu, tại ly của Hima như mấy bà thím, còn của anh thì giống chị Nanako, nên khi rót ra nó mới vậy đó. Với lại Hima ít uống lại không thì già như mấy bà thím đó, có vẻ cô bé không đồng ý, liền đập bàn lia lịa làm ly nước của Shin đổ ra sàn. Shin dãy đành đạch, trời ơi ly nước của anh mà. Mẹ mà vào thì tiêu mất, thấy mẹ vẫn mải buôn chuyện ngoài vườn. Shin liền lấy khăn lau sạch để thủ tiêu vật chứng. May quá, rồi cu cậu quay qua trách em, Hima phá quá nha, suýt nu ác thì tiêu đời anh rồi đó. Bỗng Shin phát hiện ra mình đã dùng chiếc tạp dề mẹ thích để lau dọn, rồi xong, Shin nhanh trí nhét nó xuống dưới nệm. Rồi hai anh em cùng uống nước cam như chưa hề có chuyện gì, ban đầu mà hòa thuận như vậy có phải tốt rồi không, mà hình như anh thấy thiếu gì đó. Uống nước cam mà có gì đó ăn kèm thì hết rể con bà bảy nhỉ. Rồi hai anh cùng xuống bếp lục tủ, nhưng chẳng có gì cả. Bỗng Shin phát hiện trên tủ có bánh gạo xe bầy. Cao quá cu cậu phải đứng lên đồ chơi để với. Không được rồi, Hima liền chỉ vào chiếc ghế. Vậy là Shin bỏ đồ chơi trên ghế rồi đứng lên lấy. Nhưng mà bó tay luôn, vậy là Shin cõng Hima trên đầu để em lấy bánh. Nhưng mà xem ra chiều cao có hạn nên đành tạm biệt em bánh gạo rồi. Bên ngoài mẹ vẫn tiếp tục tám chuyện. Shin lúc này lén lút mò ra, Bạch Tuyết thấy Shin định sùa lên ai ngờ bị cu cậu cưỡng hôn để bịt miệng, vậy là mất tiêu nụ hôn đầu đời rồi Bạch Tuyết ơi. Sau đó Shin ra hiệu Bạch Tuyết vào nhà nhưng nó không chịu, vậy là Shin phải dùng biện pháp cưỡng chế, hốt Bạch Tuyết vào trong luôn. Vậy là Shin đứng lên ghế cho Hima trèo lên đầu cu cậu, rồi tiếp là Bạch Tuyết ngồi lên đầu Hima để lấy bánh. Cố với một hồi thì cả ba ngã nhào ra, may quá Bạch Tuyết dùng công phu giữ được ghế rồi kéo tất cả bật lên lại. Đang định lấy hộp bánh thì thấy bên cạnh có thức ăn cho chó, nên Bạch Tuyết trở mặt cắp ngay hộp thứ ăn xuống. Vậy là hai anh em Shin liên minh mắng Bạch Tuyết tới tấp, đã bảo lấy hộp màu xanh, tự dưng đi lấy cái này làm gì hả Bạch Tuyết, cái này sao bọn anh ăn được. Thôi ăn đi rồi lấy giúp bọn anh hộp bánh nha. Vậy mà chén sạch xong Bạch Tuyết lại gác đầu đi ngủ, tức quá đi, thôi anh em mình phải tự lực cánh sinh thôi. Shin lại tiếp tục cõng em lên để lấy bằng được hộp bánh, đúng lúc mẹ Mi xe đi vào, ba ánh mắt vô tình chạm nhau, của hai đứa làm gì vậy. Mẹ nhìn lên thì thấy hộp bánh gạo trên tủ, để mẹ lấy cho nè, hai đứa muốn ăn hả? Vậy là hai anh em cùng chén ngon lành, còn có nước nữa nè. Mẹ đúng là chu đáo ghê á, mà lần sau muốn ăn bánh thì nói mẹ nha. Bỗng mẹ kéo nệm lên làm hai anh em hết rồi, trời ơi là cái tạp dề mẹ mới mua. Kiểu này hai anh em xin tới công chuyện với bà mẹ rồi đây. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1055 dành lại mẹ. Mẹ đang du Hima ngủ thì Shin đi học về, cu cậu trèo lên người mẹ định kể mấy chuyện vui ở trường. Nhưng mà từ từ, để Hima ngủ đã, Shin cứ đi thay quần áo trước đi. Được một tí cu cậu cứ ló ra hỏi mẹ em gái ngủ chưa, mẹ Mise bực lắm, tại con cứ hỏi nên mãi em vẫn chưa ngủ được đó. Bỗng Hima khóc toáng lên, Shin nhanh trí lấy sách ra cho em xem. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì là tạp chí của mấy người mẫu áo tắm mà, vì con đọc cái này thì sẽ ngủ ngon lành tới sáng nên Hima chắc cũng vậy thôi mà. Mà Hima cũng hết khóc rồi, Shin định kể với mẹ chuyện hôm nay, nhưng mẹ phải đi hút bụi trước cái đã, Shin trông Hima giúp mẹ nha. Shin lại quay qua cằn nhằn em gái sao không ngủ đi, rồi hai anh em cùng đu dưới chân rồi nằm ăn vạ đòi mẹ, mẹ bực lắm rồi nha. Vậy thì sao mà hút bụi được đây trời, rồi Hima khóc to lên để được mẹ dỗ dành, Shin phát hiện ra cô bé chỉ khóc giả vờ thôi, chẳng có giọt nước mắt nào cả. Cô cậu tố cáo em, này Shin, em còn nhỏ thì làm sao có tài diễn xuất vậy chứ, đúng không Hima? Shin giận dỗi bảo mẹ tự trông Hima đi. Cứ ý mình con bé rồi toàn dành mẹ không à, Shin lại định kể chuyện ở trường nhưng Hima lại đói bụng. Vậy là mẹ phải cho cô bé uống sữa trước đã, thấy mẹ có hứng thú muốn nghe, Shin liền kéo gối rồi chạy vào lấy chocobi và nước ra để tâm sự mỏng với mẹ. Nhưng tự dưng Hima đáng ghét lại bật tivi làm gì, lại đúng chương trình có anh đẹp trai nữa. Vậy là mẹ lại bị thu hút mà lãng quên Shin luôn, tức quá cu cậu lên giành điều khiển với Hima để tắt tivi, nhưng mà mẹ hết hứng nghe rồi nha.
Xin liền hét toáng lên, bao nhiêu lần sau rồi mà mẹ có thèm nghe Xin nói đâu, mẹ bực lắm, véo mặt cu cậu, cứ ồn ào vậy thì sao mà mẹ nghe được anh trai đẹp nói gì hả? Thôi mẹ đi giặt quần áo đây, mẹ Mise nhờ Xin đi lấy cái giỏ đồ trên máy giặt giúp mẹ. Xin vừa lấy ra thì đã bị Hima tấn công trực diện. Cô bé húc vào chỗ hiểm của anh rồi giành lấy cái giỏ, sau đó đưa ra cho mẹ để cướp công. Xin lúc này cũng mò đến, giả bộ đau đầu sổ mũi, bị bệnh kinh niên lâu năm để nhõng nhẽo mẹ. Mẹ cũng có chiêu nha, bệnh vậy thì phải cho Xin uống thuốc thật đắng thôi. Ủa không phải đâu mẹ ơi, Xin hết bệnh rồi này, tự nhiên Hima lại đi ra tã, nên mẹ phải thay tã cho em. Xin nhân cơ hội cũng trèo lên người mẹ kể về chuyện ở trường, nhưng lại bị Hima giành mẹ mất. Vậy thì uẩn tù ti để quyết định đi, mẹ sẽ thuộc về người thắng nha. Ok luôn, chuẩn bị nào, kéo búa bao. Haha, Hima thắng rồi nha. Xin lúc này như hóa đá, rồi cu cậu gục ngã luôn. Mẹ đành phải đàm phán với Hima để nghe chuyện của Xin trước. Ok mẹ, cứ tự nhiên. Được rồi, Xin kể chuyện của Xin đi nào. Cu cậu suy nghĩ một hồi. Con định nói gì ta, sao nghĩ mãi chẳng ra gì cả, mà mẹ không cần thiết phải nghe nữa đâu, tự dưng Xin thấy mệt quá đi. Vậy là hai anh em cùng lăn ra ngủ, còn mẹ Mise thì tò mò không biết Xin định nói chuyện gì nhỉ. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1005, tham gia huấn luyện chó. Xin dẫn Bạch Tuyết đi dạo trong công viên thì nhìn thấy nhiều người đang tụ làm gì đó. Hóa ra là họ đang tham gia lớp học huấn luyện chó di động Wonderful. Chị Nako là người huấn luyện thú cưng đang giới thiệu. Xin đã đứng vô hàng tự bao giờ và nhanh nhẹ giới thiệu tên mình cùng Bạch Tuyết. Bắt đầu bài học nào, một anh trai mặc bộ đồ cún đến giới thiệu mình là trainer chuyên đánh hơi tên là Cung A. Anh ấy cùng với bạn cún Masaru sẽ làm mẫu cho mọi người. Anh còn bảo mặc bộ đồ cún này sẽ hiểu cảm xúc của chúng hơn nên mọi người nếu thấy ổn thì cũng nên mặc thử đi. Anh Cung A nhìn chị Nako nghĩ thầm đã tròn một năm quen biết hôm nay anh nhất định sẽ tỏ tình với. Anh ấy còn nghĩ tới hình ảnh mình đang làm các hành động của cún theo yêu cầu của chị như xoay vòng, bắt tay, sau đó thì nói lời tỏ tình hãy hẹn hò với anh đi và được chị đồng ý. Anh cười phấn khích với suy nghĩ trong đầu nhưng chợt thấy Xin đang ôm chân chị còn rủ chị hẹn hò đi dạo khiến anh hoang mang với cả một thằng nhóc. Bài đầu tiên là giải tỏa căng thẳng cùng cún yêu, mọi người cùng sổ nào. Chị Nako và anh Cung A làm mẫu trước, mọi người cùng với thú cương của mình cũng sổ theo gâu gâu. Được chị khen, Xin liền chạy tới ôm chân chị đúng là cậu nhóc nhõng nhẽo. Anh Cung A nhìn thấy thì bực lắm không thể lơ là với thằng nhóc này được. Tiếp theo là tư thế an tâm, hai người lại làm mẫu. Xin bò đến chỗ chị, anh Cung A tức lắm lôi Xin ra. Hai người gầm gừ rồi đấu với nhau bằng cách sủa gâu gâu, đúng là bó tay. Tiếp theo là dùng những dụng cụ để chơi cùng với cún yêu, anh hùn cây sẽ làm mẫu cùng chú cún Masaru. Anh suy nghĩ nếu lần này mà làm tốt trong lúc Nako đang phấn khích thì anh sẽ xin được thưởng cho cả anh nữa. Đó là muốn chị làm người yêu của anh và được chị đồng ý, đúng là chỉ lõ mơ mộng không thôi. Anh chạy trước cùng chú chó Masaru vượt qua những cái cột, sau đó là nhảy vượt rào rồi vòng qua trái bóng và quay về đích trong sự cổ vũ của mọi người. Chị Nako vui mừng vuốt ve và khen ngợi chú chó. Cơ hội tỏ tình của anh đây rồi, anh chưa kịp mở lời thì đã bị Xin phá đám. Xin kéo Bạch Tuyết tham gia thử thách, cùng nó chạy vượt rào rồi quay lại về đích. Chị Nako vui mừng ôm lấy Xin, tội nghiệp anh Cung A toàn bị Xin phá đám lúc quan trọng. Tiếp theo là trò chơi ném đĩa, anh Cung A lại làm mẫu, anh hạ quyết tâm lần này phải tỏ tình cho bằng được. Anh ném chiếc đĩa bay xa chú chó chạy theo chuẩn bị chụp lấy nhưng bị Xin nhảy lên giành mất. Anh thở dài buồn bã vì thằng nhóc kỳ đà cản mũi. Mọi người vui vẻ ném đĩa cho cún cương của mình đi nhặt về. Xin tranh thủ khoe với chị bộ mông mềm mại của mình. Anh Cung A chạy tới định can lại nhưng chị vừa sờ vừa khen đúng là mềm thật ha. Cuối cùng chị sẽ tặng bánh quy đặc biệt mà chị tự làm cho chú cún nào bắt được chiếc đĩa này nhé. Chị ném đĩa các chú chó chạy theo nhưng gì thế này, Xin và anh Cung A cũng đang đuổi theo chiếc đĩa. Một chú chó nhảy lên nhưng hụt rồi. Bạch Tuyết nhảy lên nhưng cũng không thành công. Anh Cung A tăng tốc vượt qua các đối thủ nhảy lên chuẩn bị bắt được chiếc đĩa thì Xin đã ở sẵn trên đầu anh nhảy về phía trước. Anh tức giận dùng đuôi quật một cái cả hai người té xuống nằm lăn ra đất, chiếc đĩa rớt đúng vào miệng anh. Anh vui mừng mang chiếc đĩa chạy tới quỳ xuống dưới chân chị Nako nói lời tỏ tình. Từ trước đến giờ anh đã nuôi nấng toàn bộ cảm xúc muốn vẫy đuôi dành cho em rồi. Xin hãy hẹn hò với anh đi. Nhưng thật đáng tiếc anh đã bị chị Nako từ chối. Anh Cung A buồn bã cúi mặt. Xin ở bên cạnh đưa bịch bánh quy bảo anh ăn bánh quy của chị gái rồi yêu lại từ đầu là được mà. Anh giật lấy hộp bánh vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt trông thật tội nghiệp làm sao.